Anh muốn thuốc. Phát khuôn đúng không ạ? Ừ. Ở nhà chạy nhảy bình thường đúng không ạ? Chạy nhảy bình thường. Phải. Thế hai lọ này. Dạ. Lọ thuốc bổ và lọ thuốc. Thế này là vaccine không? Đi. Về nhà anh lấy xoa chỗ tiêm với em á. Chỗ tiêm đây đấy. Hôm nào tiêm bên phải nhỉ? Không nhớ. Nhưng mà giờ nó có mệt lại được không? Cô mệt mỏi hôm rồi không? Cô cầm... Hồi hôm tiêm về cũng bị mệt không ạ? Không. Nó hơi một tí thôi. Tiêm vaccine thì nếu mà nó cứ kể là lần thứ nhất mà không mệt, lần thứ hai vẫn có thể mệt anh nhá. Nhưng mà cái này có tiêm tắm không? Có ạ, sẽ tiêm tắm một tuần ạ. Tiêm chứng mỗi cơ đồ tay thì ăn lạ. Hạn chế tiếp xúc với các bạn chứng lạ với em nhá. Tại vì... Lù nhá, Bí nhá. Đi. Chai lù nhá. À, đi mua quần áo nào, đi mua quần áo đây. À. Cho anh ít đồ ăn cho chó với. Có loại này cho chó nhỉ? Anh muốn mua hẳn nó ngon hả? Mua hẳn nào mà nó tiện tiện đấy. Cả mèo hay là cái này không? Ờ, mèo. Đây trong đó có sẽ có con chim. Cho anh cái bình này đi. Cho anh cái bình này. Đi, đi lên. Ra đây. Nào. Nào, mua quần áo đi đi. Xin cho anh thôi. À. Cho anh xúc xích này cho ấy nhỉ? Đây một cái. Nó có chơi với chó. Chó mèo đều ăn được hết ạ. Có gì cả. Còn đi thì xúc xích nhé. Lu. Hai cái này. Nó cắn rồi được trên giới. Lu nào? Cắn rồi. Lu. Có cắn rồi được không? Tắt nha. Ấy trời ơi, lại túm lông chị ấy thì cho Lu nhá. Gạt luôn sao? Chê nha.
Về nhá.